có hay xem phim con heo không Thảo? Trước ý thì ít, nhưng mà dạo này cô đơn quá nên là xem hơi nhiều. Nhiều anh chị em bạn bè gặp ngoài đời ý, thì thường hay hỏi em là Covid làm ăn đói kém hay sao mà trông gầy thế. Nghe xong ý chỉ biết gật đầu cười trừ thôi, mà thực tế thì là do xem phim chích người ta suốt ngày ấy. Xem xong ý thì toàn bị chảy máu trắng thôi, nên bây giờ cũng đang cai dần đây. Không ý thì mọi người lại bảo là bán cao xìn xú mà phải đi test chất lượng với khách nhiều hay sao ý.